top 3 cây bút nên dùng trong thi cử thay vì còn sử dụng những cây bút bi truyền thống như thế này. Thứ nhất là không có đồ đệm tay và cái chất liệu của nó cầm rất là đau tay nữa, và kết quả là chai tay một cục luôn. Như các bạn đã biết thì mực nó ra không đều, nhìn nó cứ bị nhạt nhạt như thế nào á, khi mà viết lâu thì nó còn bị dính mực ra tay, nhiều lúc không biết nó dính hồi nào luôn đó. Thì mình nên sử dụng mấy em này. Đầu tiên là em bút Muji, mới ghi vài nét thôi là thấy khác biệt liền luôn. Hay là em bút màu vintage này, này là mình chuyên gia sử dụng để viết bài luôn, tại vì nó viết nhanh mà ra mực đều. Cuối cùng là em chùm cuối, một loại bút ngon bổ rẻ như thế này mình nghĩ là ai cũng nên sở hữu một cái. Rồi bây giờ so sánh đi ha, bút bên nào chất lượng hơn. Đừng quên nhấn theo dõi để xem thêm nhiều clip hay ho từ mình nữa nha.